Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cơm gạo lứt có khó ăn hay không? Cách nấu gạo lứt bằng nồi thường: một chén gạo, hai chén nước, 1/4 thìa cà phê muối hầm. Tất cả cho vào nồi nấu sôi khoảng 5 phút, đậy nắp rồi tắt lửa. Sau 20 phút, nấu tiếp với lửa nhỏ khoảng 30 phút là cơm chín. Cách nấu cơm gạo lứt tốt nhất là chân cách thủy bằng nồi áp suất. 1 chén gạo lứt, 1,5 chén nước, 1/4 muỗng cà phê muối hầm. Cho tất cả gạo, nước, muối vào một cái thố hoặc tô, rồi đặt thố vào nồi áp suất có nước, sao cho khi sôi, nước không tràn vào thố. Đậy và vặn nắp nồi cho an toàn. Nấu đợt đầu 15 phút rồi tắt lửa. Sau 15 phút nấu tiếp đợt 2, nghe xì hơi 5 phút rồi tắt lửa. Sau 15 phút nấu đợt 3, nghe xì hơi 5 phút, tắt lửa. Sau 15 phút là có cơm ăn. Cách nấu gạo lứt bằng nồi áp suất: 1 chén gạo, 1,5 chén nước, 1/4 thìa cà phê muối hầm. Cho gạo, nước, muối vô nồi một lượt. Nấu sôi xì hơi, tắt lửa để yên 15 phút, sau đó nấu tiếp, lửa nhỏ đến khi chín. Chú ý, không dùng muối iốt và muối bọt, muối tinh chế. Lượng nước thì có thể thêm bớt tùy theo loại gạo, không nên nấu bằng nồi cơm điện và nồi nhôm, tốt nhất là bằng nồi đất, đến nồi thủy tinh, nồi gang, nồi inox. Cách giữ cơm gạo lứt lâu thiêu: không đậy kín nắp mà dùng rá để đậy nồi cơm, không được giữ cơm trong tủ lạnh. Cách hâm gạo lứt: xới cơm cho bời rời ra, khoét một lỗ tròn giữa nồi cơm cho đụng đáy, đổ nước vô, lượng nước đủ tráng đáy nồi để cơm không bị khét khi hâm. Vả cơm cho bằng mặt, rồi để nắp nồi cơm, nấu lửa liu riu khoảng 5 đến 10 phút, tắt lửa là có cơm nóng như mới. Cách rang mè: hạt mè còn vỏ, đổ mè vô thau nước đầy, vớt lấy mè nổi trên mặt nước và bỏ sạn cát chìm dưới thau. Phơi khô mè sạch đã vớt, đựng trong hộp đậy nắp để dùng dần. Nếu mua mè sạch không cần đãi nữa. Khi rang mè, nhúng tay cho ướt để bóp sơ mè cho thấm nước, mới rang mè thơm hơn là rang khô. Rang lửa đều và nhỏ, khuấy đều mè cho đến khi nghe mè nổ lách tách. Rang thêm một chút nữa là mè chín. Đổ mè ra, rồi phải đậy kín liền. 15 phút sau mè nguội, bỏ vô cối nghiền chung với muối hầm, tỷ lệ 1 muỗng cà phê muối hầm nghiền với 20 muỗng mè dưới tuổi 40. Phân lượng này thay đổi tùy theo tuổi tác và loại bệnh. Mè nghiền với muối rồi chỉ sử dụng được 4 ngày, ăn tiếp phải rang mè mới. Không nghiền mè hoặc chế biến thức ăn gần người bệnh sẽ bị hút âm vào thức ăn, làm giảm tác dụng tốt của thức ăn. Khi múc cơm ra chén không được xới cơm đều, chỉ sắn cơm trong nồi từ trên xuống dưới để lấy đủ âm dương. Ăn bao nhiêu thì sắn bấy nhiêu ra chén để nguyên phần cơm dư cho bữa sau, không được xới lên. Một chén cơm trộn đều với muỗng cà phê muối mè đã nghiền. Mỗi lần múc ăn là một muỗng cà phê cơm lứt muối mè, không được nhiều hơn để nhai nát cơm cho dễ. Phải nhai ít nhất 50 cái mới được nuốt vì chỉ nuốt một lần không được nuốt nhiều lần. Vì nuốt nhiều lần sẽ bị khát nước. Nhai càng nhiều càng tốt, khi nhai không được, hở môi không được nói chuyện. Ăn bất cứ giờ nào không cần đúng bữa, trước khi ngủ 2 tiếng không được ăn. Dùng số lượng chén cơm nhiều ít thì tùy ý, nhưng không nên ăn no một lần, một chén cơm có thể ăn nhiều lần. Lợi ích của nhai kỹ là giúp chúng ta tiêu hóa dễ dàng và hấp thu tối đa chất dinh dưỡng của thức ăn, giúp tăng cường tư duy và trí nhớ, làm trẻ cơ thể và tăng sức đề kháng. Ha ha ha, 问什么的说